Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Hảo Vlog. Hôm nay là mình lại giao bán một cây mộc hương ta thuần chậu, cao khoảng tầm 2m2 cả chậu nhá. Đó là mình ước chừng như thế thôi, mình cũng chưa đo chính xác đâu. Đấy, mình sẽ quay gần đến cái bể chậu này, lát nữa mình xin báo giá gửi tới quý vị khán giả. Cây mộc hương ta hoa vàng này đã được ở trên chậu khoảng tầm 3 năm rồi. Đó, đây nhá, mình sẽ đưa hai đầu ngón tay vào. Nó phải được gần 3 đầu ngón tay nhá. Đói. Thoát thân này, găng tay của mình thì 19 thôi, 43, 45 gì đấy. Đó. Tán thì xung xuê rồi đấy. Để tự nhiên, không có vít vùng gì cả. Đấy. Anh em nào mà có nhu cầu bây giờ mua về xén là để làm tán cho nó đẹp. Lấy luôn cả chậu cũng được, và không lấy chậu mình cũng ship được. Nhưng mà đặc biệt là mình báo giá ở đây là mình cũng không bao ship đâu nhá. Cây này mình đang giao bán là 1,5 triệu. Anh em nào mà có nhu cầu muốn sở hữu nó thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396. Cây mộc này bắt đầu nó rất là già rồi. Ở trên chậu nhà mình đã được 3 năm rồi, ở dưới vườn cũng phải được khoảng tầm 4 năm ấy, thì nó mới được như thế này. Đấy, thời gian làm video của mình cũng tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở video tiếp theo.